Thưa quý vị, thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các nhà khoa học của Viện đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và giải trình tự gen của virus SARS-CoV-2 trên các bệnh nhân tại khu vực phía Bắc, trong đó hầu hết là các ca nhập cảnh. Và kết quả hiện đã xác định là một bệnh nhân nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Nam Phi. Chủng virus biến thể này cũng đã được khuyến cáo có khả năng lây lan nhanh hơn các chủng đã được biết từ đầu dịch. Chủng này được phân lập trên bệnh nhân là ca nhập cảnh, chuyên gia từ Nam Phi. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 nguy hiểm hơn so với biến thể cũ, tốc độ lây lan nhanh hơn 70%. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, thì sự ý thức trong phòng dịch của người dân là vô cùng quan trọng. Liên quan đến triệu chứng thường gặp nhất ở người nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2, một nghiên cứu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh thực hiện dựa trên các xét nghiệm dương tính từ 6.000 người ở Anh cho thấy ho, mệt mỏi, đau cơ và đau họng là những triệu chứng thường gặp nhất ở người bệnh COVID-19 chủng mới. Được biết, biến thể phát hiện đầu tiên tại Anh đã xuất hiện tại khoảng 80 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong khi biến thể từ Nam Phi đã lan ra hơn 30 nước. Ngoài ra, một biến thể mới nhất phát hiện tại Brazil cũng đã lây lan ra nhiều quốc gia trong vòng 2 tuần qua.